Tiếp tục cái chương trình phần 2 của Tâm Linh và Đời Sống thì chúng tôi vừa tìm được một bài thơ của tác giả Thanh Trí Cao, tức là thầy Thích Quảng Thanh của chùa Bảo Quang. Ôi, thầy đã nằm xuống nhưng mà thầy đã để lại nhiều tuyệt tác phẩm, mà chúng tôi thấy một cái bài thơ này có tên gọi là Nhân Loại Ơi. Tôi xin được mạn phép trình bày cho quý vị để nghe rõ, thấy những cái thao thức của Ngài trước những biến động của nhân loại. Nhân loại ơi, thức tỉnh quán thông, hãy lắng nghe tiếng khóc dòng sông, ai vờ vĩnh khơi dậy thương tích, và nói rằng nhuộm đỏ Á Đông. Nhân loại ơi, thách đố làm chi, cứ thử xem để hiểu chuyện gì. Trang lịch sử đã từng rướm máu, người vinh danh kẻ mất lương tri. Nhân loại ơi, thời đại văn minh, dân tộc nào khát vọng hòa bình, ai lừa dối thơ ngây điên dại, quyền lực khùng nhân loại điêu linh. Một bàn tay nắm lấy bàn tay, tình thiết tha chân thật tỏ bày, chớ tham vọng vô thường sẽ đến. Người ơi người, tỉnh thức cuồng say. Đây là bài thơ của thầy Thích Quảng Thanh, tức là Thanh Trí Cao, làm tại California vào ngày 3 tây tháng 3 năm 2001, với một cái câu mà quý vị xin nhắc lại là: chớ tham vọng vô thường sẽ đến, người ơi người, tỉnh thức cuồng say. Tức là bảo chúng ta đừng có tham vọng, vì vô thường, luật vô thường sẽ đến chi phối tất cả mọi người. Và hãy tỉnh thức cái sự cuồng say theo tiếng gọi là bạo lực. Vâng. Yeah. Thầy sáng tác những cái ý thơ như vậy thì ý nói là con người, nhân loại, nhân sinh, con người chúng ta sống thì chúng ta cũng phải biết cái con đường nào đúng, con đường sai để mình đi. Chứ mình cứ làm sai hoài, mình không thấy mình cái sai, mình không sửa đổi. Yeah. Thì nhưng mà đây là cuộc sống này là vô thường, đời này là vô thường, nhưng mà mình sống mình phải là người tử tế, cuộc sống mình phải làm như thế nào để cho mình là người đạo đức. Thành yeah. ra bây giờ mình nói trở lại cái cuộc bầu cử này đó, nó cũng vậy á, nó cũng vì cái sự lòng tham vô đáy của con người. Họ nhưng mà ngài Donald Trump là ngài phải nói á, mình phải nói ngài là một vị minh quân. Theo Nam Hưng nghĩ là ngài một vị minh quân, ngài không có một vị lợi gì hết. Ngài làm thầy bỏ ra tỷ phú mà đi vô làm chính trị, anh thấy không, làm chính trị bỏ cái nguồn tiền mất bao nhiêu tỷ mà ngài đi vô làm, mà đến ngày hôm nay cũng không yên. Nhưng mà rồi mình ngồi nghĩ rồi ngài sẽ chiến thắng, đó là ngài chiến thắng là người cuối cùng của tối cao viện. Tại vì những cái bằng chứng á, mình nói chút xíu để mình qua một cái chương trình Thanksgiving của cái ngày hôm nay, thì cái luật sư mà tại sao có nhiều người cũng thắc mắc để lên đài này nói luôn, có những người hiện giờ người ta bị dao động anh. Yeah. Nói, ủa cái bà luật sư công tố, cụ công tố viên á là Sidney Powell á, hồi trước trong là cái team của ngài thống chung, nhưng mà tại sao lại tách ra? Mình nghĩ đó là cái đúng vậy, làm kính thưa quý vị, đó là một cái cách rất hay. Tại vì bà Sidney Powell, bà muốn đứng ở vị trí của người dân, we the people, để kiện lại cái hệ thống bầu cử sai lầm. Do đó chính bà sẽ đứng ra ở vị trí độc lập, và tất cả chúng ta đều có quyền ủng hộ cho vị trí độc lập đó mà không lệ thuộc vào đảng phái. Đó là sức mạnh của sự ủng hộ của người dân chúng ta để bảo vệ trên nền độc lập và tính pháp lý, cũng như là Constitution, là hiến pháp của Hoa Kỳ, phải được tôn trọng. Dạ vâng, để trước khi đi vào cái thanh sứ của viện á, Anthony có thể mời quý khán giả nghe một cái bài của Quảng Thanh, là kính, cái bài này anh giới thiệu dùm để kính thưa quý vị trong chương trình hôm nay, để góp phần ca nhạc vào cái mùa Thanksgiving. Tại sao Thanksgiving? Tại vì cứ mỗi năm đất nước Hoa Kỳ này có một ngày để bày tỏ lòng cảm tạ đối với Thượng Đế đã tạo ra một đất nước này cho tất cả mọi người đồng hưởng, đồng có cơ hội phát triển về phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị. Và do đó hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một bài gọi là Chào Mừng Đại Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Dạ vâng. Của nhạc của thầy, lời của thầy nhạc Nam Hưng.
của lời Thanh Trí Cao. Lời của Thanh Trí Cao và nhạc của Nam Hưng. Dạ, kính mời quý vị cùng theo dõi nghe. Ở đây là sự trình bày là ban hợp sướng Hoa Từ Bi của chùa Bảo Quang và gia đình Phật tử miền Nam Cali. Cái bài này thì Nam Hưng viết là cũng khoảng 16 năm rồi. Cái cuốn CD này xuất bản năm 2004 là cái lúc mà ngài làm cái đại hội Phật giáo Việt Nam trên toàn thế giới tại Convention Center. Dạ. Cách đây 16 năm, để mời quý vị xem Anthony vừa mới giới thiệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam Hưng cùng quý vị đứng yên tại chỗ. Nhạc phẩm chào mừng Đại hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới được Thượng tọa Thích Quảng Thanh đặt lời, và nhạc sĩ Nam Hưng cùng đoàn triều âm trưởng đoàn chị Diệu Hiền, Đỗ Thanh Thảo cùng các anh chị em gia đình Phật tử Việt Nam địa phương đã trình diễn đến chư tôn liệt vị cùng quý vị quan khách. Xin quý ngài quý vị cho chúng con 4 tràng pháo tay nữa. Thì bây giờ mình trở lại đó, thì để nói tiếp xem cái ngày lễ San Giêng á, thì để bổ sung thêm á, thì lễ San Giêng mà ở Mỹ này mình thấy là đây là một cái lễ mừng để thu hoạch được mùa. Rồi theo những cái lịch sử mình nói về cái ngày lễ San Giêng đó là được mùa và tạ ơn Thiên Chúa và để cho cuộc sống mình được no đủ. Mình được sống nó đủ, thì mình riêng bên Phật giáo thì mình cũng có tạ ơn chứ không phải mình không có. Đúng, tức là tạ ơn cha mẹ, tạ ơn trời đất, tạ ơn đủ thứ. Thì ở trong này mình sống ở đất nước này thì mình cũng theo cái phong tục ở cái đất nước này. Thì nói chung là cái ngày lễ San Giêng thì năm nay nó rơi vào cái ngày thứ năm, mà thường thường cái ngày lễ tạ ơn đó mình thấy là trong cái bữa lễ tạ ơn có ăn có gà tây rồi anh Hanh ha, mình sẽ nói chút xíu và cái đó chút xíu. Còn cái ngày lễ tạ ơn của cái năm nay là nó rơi vào thứ năm ngày 20, coi như là cái ngày bữa nay là ngày 26 tây tháng 11, bữa nay là 24 rồi. Bữa nay là anh em mình lên cái giờ này là thứ ba, nhưng mà nó là rơi thứ năm của cái ngày cuối tháng của trong năm thường thường là nhưng mà cái ngày lễ tạ ơn thì không có cái ngày nào cố định. Ngày được tính như sau là thường thường cái tuần thứ tư của tháng đó. Lễ tạ ơn của Mỹ có diễn ra ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11 đó. Thì còn mấy cái ở bên Canada hay bên cái nước khác thì không biết họ rơi nhau cái ngày nào, thường thường ngày 12 tháng 10 đó, tại đó là những cái nước khác. 12 tháng 10 năm 2020 là bên Canada. Thì bây giờ mình nói trở lại thì chút xíu là lễ tạ ơn là cái ngày lễ hàng năm mà của người Mỹ tính từ 1863 là ngày lễ tạ ơn. Thanksgiving là ngày lễ đầu tiên, đó là diễn ra từ năm 1623. Đó, ngày lễ tạ ơn là kỳ nghỉ hàng năm ở Mỹ đó, thì kể từ ngày 1863. Nhưng mà cái Thanksgiving đầu tiên được cho là diễn ra vào năm 1623 để cảm ơn cơn mưa đã kết thúc đợt hạn hán. George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Mỹ đã tuyên bố ngày lễ tạ ơn trở thành một ngày lễ chính thức của người Mỹ vào năm 1789. Đây là ngày này là coi như mình mà bạn truyền thống mà gặp, nhưng mà năm nay Covid-19 mà ông Newsom không ra cái luật như thế này thì cũng căng quá Antonia. Dạ thưa vâng. Dạ. Đây là một cái hình thức ngăn trở sự hội ngộ của những con người trong gia đình. Thường thường tạ ơn là dịp để tất cả mọi người trong gia đình cùng quây quần lại sống và có những buổi ăn đoàn tụ với nhau và hoàn nguyên để chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống. Tuy nhiên hiện tại ông thống đốc Gavin Newsom cũng như nhiều vị thống đốc của những tiểu bang dân chủ khác, họ đã tìm cách để triệt hạ cái ngày lễ tạ ơn này của tất cả mọi người. Để chi? Để tạo cái sự phân cách giữa con người với con người, để khiến cho cái tình nối kết tình thân đã không có. Trước tiên thứ nhì là không còn suy tư đến cái công lao của tiền nhân đã có công xây dựng đất nước này, và để thấy rõ rằng là một đất nước hưng thịnh hùng mạnh là do tất cả nhiều người cùng góp sức vào để tạo nên đất nước này. Đó là cái tính gọi là tương lân tương ái, và đồng thời cái tinh thần gọi là nhân bản. Dạ vâng. Để tiếp lời anh Tony thì ở trong chương trình ngày hôm nay nhạc sĩ Nam Hưng cũng đưa lên là hai bài, tức là bài nãy là chào mừng Đại hội Phật giáo toàn thế giới có thời gian kỷ niệm làm việc chung với thầy Quảng Thanh ra cuốn CD Phật giáo sứ mệnh hòa bình, thì một cái bài mà đó qua tâm được xíu có thể nhờ anh Tony giới thiệu để cuối chương trình trước khi hai anh em mình chào khán giả đi xuống. Còn bây giờ mình đang nói trong chương trình tạ ơn đó, thì Nam Hưng xin được bạn phép hát live một cái bài tạ ơn cha, là cái bài này Nam Hưng hồi thời gian làm ở trong nhà thờ Tin Lành. Năm 1992
93 rồi đến năm 98 mới không có làm Tin Lành, sau đó mới gặp thầy Quán Thanh, mới về chùa Bảo Quang làm với thầy Quán Thanh. Thì đây là những cái kỷ niệm mà Nam Hưng viết cái bài tạ ơn cha ở bên nhà thờ Tin Lành với mục sư Trần Thanh Văn. Thì cái này Nam Hưng ngày hôm nay đã gần cái lễ tạ ơn còn có 2 ngày, thì cũng kính chúc quý vị trong mùa lễ tạ ơn được mọi sự bình an, vui vẻ, may mắn, nhất là cái Covid-19 mình sẽ được thoát qua để có cái vaccine mình chích mà thì mình sẽ hết ra. Ok, thì bây giờ cái bài này Nam Hưng xin ca like một cái này, sau đó thì để cho anh giới thiệu tiếp chương trình, rồi cái bài đó qua tâm thì sau này nhà anh bây giờ tôi giới thiệu bây giờ xin phép dạ. Tạ ơn cha. Tạ ơn cha. Nhạc sĩ Nam Hưng xin trình bày nhạc phẩm Tạ ơn cha, sáng tác của Nam Hưng. Thì đây là cái bài cũng là kỷ niệm mình thời gian được dạy trong cái ban hợp sướng, ban thanh niên tráng niên trong nhà thờ Tin Lành, cũng cách đây khoảng cũng hơn là 16, 17, 18 năm rồi. Dạ vâng. Xin cảm tạ cha cho con ngày tháng huy hoàng, xin cảm tạ cha cho con đời sống ấm êm, xin cảm tạ cha chết cho những loài hướng nhờ, xót thương con chẳng tội ngài đành mang, xin cảm tạ cha tâm con hằng nhớ ơn ngài, xin cảm tạ cha cho nay cùng bước với cha, xin cảm tạ cha dấu yêu sâu nặng tấc lòng khắc ghi muôn đời đầy tiền giang ngời. Tạ ơn cha thiên đàng cao vời, không nào quên vua thánh trên trời. Tạ ơn cha mưa thùng gió hòa, muôn bài ca nhân gian thiết tha, hát chúc tôn danh cha tuyệt vời. Ngàn năm còn mãi hồng ân tỏa sáng, bình an chẳng thế xóa tan sầu vương, Chúa ban tình thương đời thăm muôn sắc hương. Xin cảm tạ cha con dâng bài hát cho ngài, xin cảm tạ cha con dâng bài hát mới thay, xin cảm tạ cha với muôn giai điệu tỏ bài, Chúa cha nhận từ nhầm lời của con. Xin cảm tạ cha yêu linh sâu không còn, xin cảm tạ cha yên vui đời sống chúng con, xin cảm tạ cha nước non tươi đẹp hữu tình hướng lên quê trời ánh dương rạng ngời, hướng lên quê trời đổi thay cuộc đời. Quá hay. Trời, cảm ơn anh về cái bài ca đó. Chúng tôi thấy anh đã tạo ra viết rất nhiều bài ca để phục vụ không những là Phật giáo mà phục vụ cho nhiều tôn giáo bạn nữa. Đó là một cái sự đóng góp rất là chân thành để giúp cho tất cả mọi người đồng hướng về sự thanh tịnh, sáng suốt và yêu thương nhau. Dạ vâng, thì nói chung thì có thời gian em làm để hướng dẫn cho cái ca đoàn ở trong nhà thờ Tin Lành đó, thì em cũng có viết được nhiều bài về bên cho Chúa Giêsu, cho bên bên Chúa nhiều lắm. Thành ra thì thôi, thì duyên lành tới đâu mình làm tới đó anh. Ví dụ dạ vâng, thì anh em mình có thể tiếp tục để hỏi chương trình. Mình không biết là mình phải còn bao nhiêu phút nữa cho đến nay đó, thì chúng ta vẫn còn 10 phút. Thì sẵn đây chúng tôi cũng nhắc nhở quý vị là hãy giữ vững tinh thần để đón chờ những cái tin tức chính xác tin tức chính xác, thay vì theo dõi những cái tin tức có cách lệch lạc của những đài truyền thanh có cách khuynh tả. Thì quý vị hãy dùng trí óc của mình, để dùng lương tri để phán đoán sự việc, và đồng thời suy xét cho rõ
và ủng hộ cho những cái chương trình gì thích hợp cho giúp cho nước Mỹ này hùng mạnh lên. Trong tuần qua chúng tôi có đi tham dự cuộc biểu tình tại George Malinda, thì chúng tôi có mua được một cái lá, cái áo thun đen gọi là Back the Blue, tức là gì? Tức là ủng hộ cho những người làm công việc phục vụ cho an ninh của chúng ta. The Blue là những vị cảnh sát viên mà do đó, do các nhóm mà quân tả đó, nó có tình cách là nó defund the blue, tức là cắt giảm tài chính, cắt giảm và triệt hạ cái những cơ sở về về pháp lý, về cảnh sát của chúng ta. Đó là một sự sai lầm và chúng ta phải có nhiệm vụ phải giúp đỡ cho những vị những cảnh sát. Dạ, thì để tiếp đi anh Tony, thì nói chung là chương trình mình cũng không còn đủ giờ để nói nữa, thì có thể mình hẹn một cái tuần khác nữa. Dạ. Thì nói chung thì cũng kính mong quý vị đang xem đài Việt Mỹ Channel 14.6 thì quý vị cũng hiệp lực để cầu nguyện cho ngài Tổng thống Donald Trump. Thì cái cuộc chiến pháp lý này nó rất là cũng phải là có một thời gian, nhưng mà thời gian thì kính mong rằng tới ngày 20 tháng Giêng năm 2021 thì nó cũng phải đi đến kết thúc, chứ không lẽ mà cứ kéo hoài. Dạ. Nhưng mà thì thôi, thì đợi tới tháng 12, quý vị đợi khoảng 7 tây tháng 12 là 10 tây tháng 12 gì đó, nó đưa lên tối cao pháp viện thì để coi, thì cũng hy vọng. Thì có nhiều người thì người ta vẫn cũng có nhiều người thì lại khóc lóc, có nhiều người thì buồn phiền đó, nhưng mà thứ quý vị nên mình yên trí là vấn đề tâm linh á, thì dạ. Mình nói nếu mà ngài Donald Trump là được Thượng Đế quan phòng, ngài dẫn dắt cho được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Thượng Đế toàn năng, thì chắc chắn là ngài sẽ được ơn trên gia hộ cho ngài, chứ làm sao không có. Thì thôi bây giờ mình cứ hiệp lực cầu nguyện đi, cầu nguyện cho ngài Tổng thống Donald Trump ngay cả đi là lội trên dòng nước ngược đó, bây giờ lại gọi trên dòng nước ngược. Yeah. Chứ thành ra thôi thì cứ hiệp lực nhau để cầu nguyện, và kính mong là quý vị đang xem đài thì cũng nếu mà thương ngài Tổng thống Donald Trump để hiệp lực cầu nguyện vì đất nước này, mà không có ngài Tổng thống Donald Trump á, mà nắm coi như là nắm chính quyền, chứ ý mình nói là cai trị đất nước này thêm 4 năm nữa đó, thì chắc chắn là cái nước Mỹ mình nó sẽ là khổ nạn lắm. Ta theo mình nghĩ như vậy là sao thôi, thì tùy theo quý vị. Thì quý vị nếu mà thương ngài Tổng thống Donald Trump thì mình hiệp lực cầu nguyện cho ngài Tổng thống Donald Trump tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 yeah. năm nữa. Dạ vâng. Tôi thì nhìn vấn đề về khía cạnh giáo dục, trong suốt thời gian 40 năm qua, nền giáo dục của con em chúng ta qua những sách giáo khoa đã không dạy cho con em chúng ta cái tinh thần yêu nước, tinh thần ái quốc và cái tinh thần gọi là trách nhiệm đối với đất nước này. Tất cả những gì các em học ở trong trường đó đã bị bóp méo sự thật. Các em được nhìn thấy rõ đã bị bóp méo cho rằng là thí dụ như bảo California này là đất do đã chiếm lấy của người dân Mỹ, do đó người dân Mỹ phải có nhiệm vụ phải lấy lại đất nước này. Thành ra những người mà giáo viên gốc người Mỹ đó, họ không bao giờ dạy cái tinh thần yêu nước Mỹ này cả. Do đó hy vọng rằng là tất cả chúng ta khi sẽ kết thúc chương trình, anh Tony anh giới thiệu cái bài này của thầy Văn Thanh, Đóa Hoa Tâm, kết thúc chương trình. Để chấm dứt chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe bài Đóa Hoa Tâm, nhạc của nhạc sĩ Nam Hưng, thơ của thầy Thanh Trí Cao và trình bày là ca sĩ Như Mai. Nhá, kính mời quý vị theo dõi và kính chúc quý vị một thân tâm an lạc trong suốt mùa lễ tạ ơn sắp tới. Dạ, kính chào năm nhạc sĩ Nam Hưng, xin chào, trân trọng kính chào quý khán thính giả đang xem đài. Dạ. Trái tim người mới.
rộng yêu thương, hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, dấu ân xưa ánh mắt tình thương. Bạn ơi hãy ngắm, mùa xuân đã về, ngàn hoa đón chào, những lời kinh khấn dâng cao, nụ cười xinh đẹp biết bao. Bạn ơi hãy nhớ, mùa xuân nắng hồng, ngàn cây đón mừng, hát bài mình chiến xôn xao, nụ cười xuân đẹp xiết bao. Hoa vẫn nở chân tâm thiền vị, một lối về thoảng nhẹ hương bay. Hoa vẫn nở chân tâm thiền vị, mặc thời gian biến cố đổi thay. Hoa vẫn nở chân tâm thiền vị, ngôn ngữ nào rụng xuống bay đi. Hoa vẫn nở chân tâm thiền vị, đóa hoa tâm hương sắc từ bi. Chiều qua hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, nụ cười nào mà chẳng phôi phai. Hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, trái tim người mở rộng yêu thương. Hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, dấu ân xưa ánh mắt tình thương. Bạn ơi hãy ngóng, kinh khấn dâng cao, nụ cười xinh đẹp biết bao. Bạn ơi hãy nhớ, mùa xuân nắng hồng, ngàn cây đón mừng, hát bài mình chiến xôn xao, nụ cười xuân đẹp xiết bao. Hoa vẫn nở chân tâm, một lối về thoảng nhẹ hương bay. Hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, mặc thời gian biến cố đổi thay. Hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, ngôn ngữ nào rụng xuống bay đi. Hoa vẫn nở chân tâm thiên vị, đóa hoa tâm hương sắc từ bi. Hoa vẫn nở chân tâm thiên vị.